Thành phố Hồ Chí Minh, hai người cầm hung khí ẩu đả gây náo loạn chợ Bình Điền. Hoảng hồn phát hiện một người tử vong trong ngôi nhà hoang ở Lạng Sơn. Thanh niên bị triệu tập vì đăng thông tin sai về cảnh sát giao thông. Cảnh sát phá cửa giải cứu 50 người mắc kẹt trong đám cháy phòng gym ở Hà Nội. Phát hiện quả bom dài 1,2 m ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hai người đàn ông dùng hung khí ẩu đà tại một chợ đầu mối. Đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận video đăng tải vụ ẩu đà lan truyền trên mạng xã hội là xảy ra tại chợ Bình Điền. Cụ thể, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng rồi lao vào ẩu đà. Trong đó một người cầm hung khí liên tiếp vung tay tấn công về phía đối phương, người còn lại cũng cầm một vật tấn công lại đối thủ. Trước sự hung hãn của hai người đàn ông khiến tiểu thương xung quanh không dám vào can ngăn mà chỉ hô hoán kêu hai người đánh nhau dừng lại. Vụ ẩu đà khiến một người bị thương. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối Bình Điền thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Điền, hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh đánh nhau có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng tê, khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng ngày 16 tháng 5. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ chợ phối hợp với công an địa phương đến can thiệp, đảm bảo an ninh trật tự. Liên quan vụ việc trên, đại diện ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận có xảy ra vụ ẩu đả tại chợ này. Cùng ngày, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường 7, quận 8 thông tin lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân liên tiếp phát hiện người lạ tử vong bất thường. Mới đây thấy hiện tượng lạ, người dân địa phương nhìn vào bên trong nhà hoang, nằm trống trải hoang hóa ở thôn Nà U, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn thì phát hiện một người tử vong đã lâu. Sáng ngày 18 tháng 5, người dân đi làm nông nghiệp phát hiện một người đang thời kỳ phân hủy trong căn nhà hoang kiểu trình tường của gia đình ông Chu Văn Tiệp đã bỏ hoang hơn 2 năm nay ở thôn Nà U nên đã thông báo đến chính quyền và các ngành chức năng địa phương. Ông Lý Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lợi Bác xác nhận thông tin, đồng thời cho biết các ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, điều tra nguyên nhân, xử lý sự việc. Theo thông tin ban đầu, đến trưa ngày 18 tháng 5 chưa xác định được danh tính, nạn nhân là nam giới, độ tuổi gần 40 tuổi. Được biết Lợi Bác là xã vùng 3 của huyện Lộc Bình, địa hình phần nhiều là đồi đất, giao thông đi lại khó khăn. Đồng bào ở xã đa phần là người dân tộc thiểu số tài nùng, đời sống còn nhiều khó khăn, Tuy nhiên, an ninh trật tự xã hội khá ổn định nên việc phát hiện một người tử vong trong nhà hoang đã làm nhiều người quan tâm. Mới đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Gia Lai vừa làm việc với AIC, sinh năm 2001, dân tộc ED, trú tại làng Ngo Lè, xã Ia glay huyện Đức Cơ. Đối tượng có hành vi đăng tải thông tin tiêu cực sai sự thật liên quan đến lực lượng công an trên mạng xã hội. Trước đó, phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook chi anh có đăng tải hai video liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đức Cơ. Các video nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của lực lượng công an. Vào cuộc xác minh, phòng an ninh chính trị nội bộ xác định Ngày 13 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đức Cơ tổ chức tuần tra theo kế hoạch và có tuần tra tại làng Ngon Le, Saia Cre, huyện Đức Cơ. Thời điểm này, AIC, chủ tài khoản Facebook Chi Anh đã đăng tải hai video không đúng sự thật liên quan đến hoạt động tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với cơ quan công an. AIC cho biết, video trên được một người bạn gửi vào ngày 13 tháng 4 do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật còn hạn chế mong muốn câu view câu like nên đã đăng lên mạng xã hội mà không kiểm chứng gây tác động xấu dư luận tiêu cực về hoạt động của lực lượng công an aic cam kết gỡ bỏ các video và hứa không tái phạm phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh gia lai đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định Sáng ngày 18 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy ở đường láng vào khuya ngày 17 tháng 5. Theo đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cắt cửa cuốn triển khai thoát khói, đồng thời hướng dẫn người dân dùng bình thờ mặt nạ phòng độc ra khỏi khu vực nhiễm khói an toàn. Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tầng 2, tòa nhà số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố lập tức điều động 5 xe chữa cháy và 2 xe chỉ huy chữa cháy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Đống Đa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố tới hiện trường. Khu vực xảy ra cháy là hệ thống dây dẫn điện tủ điện đặt tại khu lễ tân của phòng gym tầng 2 đã đóng cửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị phá rỡ, cắt cửa cuốn tại khu vực tầng 2 để chữa cháy, triển khai thoát khói và dập tắt đám cháy. Đồng thời, cảnh sát tiếp cận khu vực đang có đông người tại tầng 3, tầng 4, chấn an tinh thần, đưa và hướng dẫn người dân sử dụng bình thở, mặt nạ phòng độc cho người dân thoát nạn lên tầng mái qua cầu thang bộ được an toàn để ra khỏi khu vực nhiễm khói. Công tác cứu nạn cứu hộ đã đưa được trên 50 người thoát nạn ra khỏi an toàn. Đến 22 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy ra cháy khoảng 3 mét vuông. Đám cháy không gây ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tối ngày 17 tháng 5, lực lượng Ban Công binh Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh xử lý kịp thời, an toàn quả bom MK82 xót lại sau chiến tranh. Theo đó, quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện quả bom dài hơn 1,2 mét. Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5, nhận được tin báo của người dân trong quá trình san lấp và cải tạo đất đã phát hiện quả bom tại khu đất trống ngay sát kênh số 11, ấp 4, xã Bình Lợi. Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh đã kịp thời chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã Bình Lợi tham mưu cho lãnh đạo xã dừng san lấp mặt bằng, tổ chức đánh dấu khoanh vùng và căng dây bảo vệ hiện trường. Ngay trong ngày, Ban Công binh, Phòng Tham mưu thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân xã nhanh chóng xử lý tại chỗ quả bom nói trên. Theo kết luận sơ bộ của lực lượng chuyên môn Bộ Tư lệnh Thành phố, quả bom có chiều dài 1,21m, đường kính lên đến 0,4m. Đây là loại bom nổ phá MK117A1 còn sót lại sau chiến tranh sau khi xử lý an toàn lực lượng công binh sử dụng xe chuyên dùng trở về nơi tập kết vật liệu nổ của bộ tư lệnh thành phố bảo đảm tuyệt đối an toàn đồng thời hướng dẫn cho người dân chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và quân đội về việc phát hiện báo cáo kịp thời vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh Thưa quý vị, tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2024, việc tái lễ hội Tất Ca Con giúp cho người dân và du khách khám phá kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào cơ tu vùng cao A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng bào cơ tu ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú với hơn 10 lễ hội, đặc biệt là lễ hội Tất Ca Con, lễ hội Cúng Thần Núi, đây là lễ hội để người cơ tu cúng tả ơn thần núi, rừng, sông suối trong phạm vi làng cai quản. Tại Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2024, việc tái lễ hội Thất ca Con giúp cho người dân và du khách khám phá kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào cơ tu vùng cao A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ hội Tất ca Con của người cơ tu được tái hiện gồm các bước chính cho cỏ, lễ trôn cây nêu, tong tiri, lễ buộc trâu, trượt tiri, lễ đâm trâu và lễ thức ca con, cúng thần núi. Sáng sớm các vị già làng cùng các trưởng họ tộc tiến hành nghi thức trôn cây nêu. Cây nêu được trôn xuống đất của làng cũng ước nguyện. Cây nêu là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết của con cháu làng bản, là biểu tượng của lễ hội, cầu nối của làng bản và các vị thần linh. Cây nêu là thông điệp cho khách qua đường đến với lễ hội. Cầu mong cây nêu luôn vững chãi không nghiêng ngả, gãy đổ khi buộc trâu, cho lễ hội được thành công tốt đẹp tiếp đến là nghi thức tong ti rị lễ buộc châu con châu là linh vật chính dành cho lễ hội tất ca con mà người cơ tu dâng lên thần núi thần rừng thần sông thần suối sau đó là nghi thức lễ trượt ti rị đâm châu con cháu làng bản đại diện cho tất cả các gia đình dòng họ trong làng tham gia nghi thức đâm châu thể hiện tình đoàn kết các chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu say sưa trong vũ điệu truyền thống tân tung gia rạ mở đầu lễ hội tất ca con là nghi thức dâng mâm cỗ cúng các vị thần linh Người dân Mông Cổ là những cô gái chàng trai cơ tu đẹp người, có tâm hồn thánh thiện trong sáng được làng tuyển chọn. Các món ăn được chế biến từ những phần ngon nhất của các vật tế, trâu, bò, dê, heo, gà. Các món bánh aquat, à azu, à co được làm từ các hạt nếp nương, dẻo thơm. Tất cả dâng lên các vị giàng, thần linh thưởng thức, chung vui cùng lễ hội. Tiếp đến các sản làng tiến hành nghi thức, tập đu chen, cúng chín. Mầm cỗ lễ hội tất ca con bày trên bàn para, cao giáo sạch sẽ kính mời thần núi thần rừng thần sông thần suối đến thưởng thức tạ ơn các vị thần đã ban cho con cháu làng bản người cơ tu cuộc sống bình yên no đủ trưởng thành nên người cầu xin các vị thần tiếp tục bảo vệ trở tre và ban cho con cháu làng bản sức khỏe may mắn thịnh vượng an lành hạnh phúc các nghi thức cúng tế các vị thần trọn vẹn đủ đầy. Già làng cùng với con cháu và làng bản cùng hòa theo tiếng chiêng nhịp trống, vũ điệu tân tung ra dã nhịp nhàng uyển chuyển, cất lên lời ca nha nhim, ba bót, chúc tụng nhau, gửi trao nhau những ánh mắt nụ cười thân thương, gắn bó tỉnh làng nghĩa xóm, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Lễ hội tơ ca con, cúng thần núi là nét đẹp văn hóa truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc của người Cơ Tu với ngọn núi, cánh rừng, con sông, dòng suối. Làng bản người Cơ Tu luôn lòng biết ơn, tôn thờ và mãi gắn bó tràn hòa với vạn vật thiên nhiên nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nằm ven quốc lộ 23. Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên đồi 79, Mùa Xuân, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội là một trong những địa điểm đầu tiên của cả nước được dựng tượng Bác Hồ. Những năm qua nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đồi 79 Mùa Xuân đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương dịp cuối tuần. Đến thăm đồi 79 mùa xuân, hình ảnh đầu tiên hút mắt du khách là hai hồ nước trong xanh với bạt ngàn những hoa súng hoa sen. Bao quanh hồ nước là đường đi bộ với hệ thống cây xanh phủ bóng mát rượi. Từ chân đồi đi qua 79 bậc thềm lát gạch sạch sẽ là sẽ tới đỉnh đồi nơi đặt tượng Bắc Hồ. Theo lời kể của những lão niên tại xã Thanh Lâm, sau ngày bác mất để ghi nhớ công ơn của người vào năm 1971 dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhân dân xã Thanh Lâm huyện Yên Lãng cũ nay là huyện Mê Linh thành phố Hà Nội đã công đức nhiều đồ gia dụng đồ thờ cúng quý giá bằng đồng như hạc lư hương bát hương mâm chân nến để đúc tượng chủ tịch Hồ Chí Minh Bức tượng hoàn thành nặng gần 500 kg được đặt trên đỉnh đồi là một trong những bức tượng bác hồ đầu tiên được đúc bằng đồng trên cả nước công trình minh chứng cho tấm lòng kính yêu vô hạn của mọi tầng lớp nhân dân ở mảnh đất này đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồi 79 mùa xuân, huyện Mê Linh đã chấp thuận cho một doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai các dự án phát triển nơi đây thành điểm du lịch văn hóa. Đơn vị này hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, đặc biệt là đối với đền thờ Bắc Hồ nằm trên đỉnh đồi, công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2004. Hiện nay, mỗi tuần, khu tưởng niệm đồi 79 mùa xuân tiếp đón hàng ngàn du khách từ khắp các tỉnh thành ghé thăm, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc khai thác tốt đồng thời hai yếu tố tâm linh và nghỉ dưỡng đã biến khu tưởng niệm đồi 79 mùa xuân trở thành điểm đến cuối tuần hấp dẫn du khách thập phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.